Chúng tôi xin bắt đầu buổi lễ. Người điều khiển nghi thức lễ là anh Nguyễn Phước Ái Đình. Xin mời anh Nguyễn Phước Ái Đình. Dạ. Cảm ơn chị. Ngài vì mạnh. Khởi chiêng cổ. Và vinh danh tiền hiền lương sư thôn vị giả từ thổ Hóa Châu đất treo đất xịt quê miền còn minh mông lao sách hai miền thượng hà
các sơ tổ theo chân Thừa Nguyên vào khai phá miền Phùng Quảng, dừng chân nơi vùng đất gần dân cơ thôn Lao Lách, đất dòng ven sông Hương, bắt đầu sông Vân Dương như ý. Đi lên phía trên đúng hô lâu đất cũ, trở xuống dưới gặp bến đò chợ Dinh, ngõ qua bên tê sông Hương là Cồn Hến, ngoặt lại bên ni gặp cánh đồng Xuân Hòa Công Lương, bao bởi con sông Nhượng Bầu và bến Mộc Hàn. Nhìn lại đẻ ra nhỏ mà xinh, đất lành chim đầu, năm nhà họ Võ: Nguyễn Đức, Lê Phan, Đinh, khai phát nông tanh tre nề mộc, rồi phụ đề Tôn Thất Vương Tôn, gia thần Khánh Tướng Nguyễn Tiều đến dựng xây. Tình phố trên đất nổi lắp trong thơ, nhưng vị già vẫn nghe thân thương, nên thành danh địa với phủ Ba Cửa, phủ Đình Viện, chờ Gia Làng, chờ Mới, cầu Ông Thường, chùa Làng, Đình Làng có hồ vuông phía sau đồng, chùa Phước Hề của vị già vương. Ba La của ông Ảnh Nguyễn Khoa, trường Thế Già được sáng lập bởi cụ Thân Thần. Trường Hạ Bồi, bến Đồ Cồn, nhà Mạc trên sông, bến bà Cù Huyền. Chu Hưng Viên Thi Đàn, Tiểu Hồ Biệt Thự, rồi quán ăn lò nem, lò bún, xóm Chầm Nón, Sương Xa Phòng, chờ sớm quán chiều nhiều quá. Và từ đó uống đúc sinh nhân tài để có việc quốc sự diệp nôn của Tuy Lý Vương xây nền văn hóa. Danh tài gồm có Tử Hường, Tam Kiệt thuộc chữ Hường, Ngũ Lão thuộc chữ Ứng, Diếp Chánh Thân Thần bên Tôn Thất, Thủ tướng Bộ trưởng Quốc vụ Khanh Thủ Hiến, họ Nguyễn Phúc, Nguyễn Khoa, Nguyễn Dương. Lương sư hội hàng kiệp xuất, có Vân Hán tiên sinh ở trên kinh. Đằng tùy dưới trường làng có mấy thầy cô thế giả. Rồi bác sĩ, rồi bác học, bác sĩ, kỹ sư kể ra không xiết, đạo hành cao dày nâng đỡ tinh thần, phát huy tình thương, có Ngài Phước Huệ, Ngài Ba La và gần đây có Ni Sư Trị Hải, với người viện tọa năm trăm. Ngoài hàng dân giả lạc sư sạc biết bao tài tử gia nhân, từ cô thôn nữ mặc dự điền sao hàng cao, đời điền thi hứng, các nhân thủ quan trọng, các kỳ tài ngành dịch vụ công và kinh doanh. Đó là mặt đất con người quê vị già mềm đó. Ai đã mất xin tưởng niệm. Ai đã còn xin vinh danh. Thank you.
thân đơn giản. Tam bái tên để bái trước tâm đường của vị già tiên hiền vị già. Xin mời bà con mời trước. Mm-hmm.